mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta chia sẻ với cái đề tài là nơi không còn đau khổ. Quý vị biết á, là ở trong cái vũ trụ này nó có nhiều cái nơi mà chúng sanh sống lắm, ở nghĩa là sắp xếp nơi mà đau khổ nhất, tức là các cái dòng cảm thọ đau khổ bức rứt khó chịu bất an, từ cái đau khổ cho đến đau khổ khốc liệt, thì nơi đó chính là nơi cảnh giới của địa ngục. Còn cái nơi mà gọi là an lạc, sung sướng, rồi hạnh phúc, an vui nhất, đó là cảnh giới của cõi trời. Thì đó là những cái nơi mà chúng ta nói là nó đau khổ nhất và an vui nhất. Cho nên á, thường á, thì người ta muốn mình sanh lên trời thôi. Nghĩa là lên trời á, thì đằng nào đằng cũng sung sướng. Nên cảnh giới trong những nẻo sanh tử luân hồi thì cõi trời là nơi sung sướng nhất. Còn một cõi nữa là rất là sung sướng, nhưng mà nó lại tốt đẹp hơn cõi trời. Tại vì nếu mà chúng ta về cõi trời, nếu chúng ta ở hoài ở cõi trời, có nghĩa là mình ở cõi trời này, qua cõi trời khác, qua cõi trời khác, qua cõi trời khác, cứ luân hồi như vậy hoài cõi trời, thì mãi mãi chúng ta cũng không có đau khổ, tại cõi trời là cõi ăn vui. Nhưng mà không có ai có khả năng là ở lại cõi trời theo ý muốn, mà cõi trời cũng do nghiệp của chúng sanh. Cho nên á, có những vị mà hết phước của cõi trời đó, đi xuống ở dưới thế gian. Giống như trong kinh có cái câu chuyện là vợ của ông vua trời sanh ra ở trên trời làm vợ của ông vua, và vào một buổi sáng đi viếng cái vườn gọi là vườn Thượng Uyển, thì đi ra đó thì tự nhiên cổ thấy cổ mất mùi thơm và ánh sáng, và lập tức cổ sanh xuống ở dưới thế gian. Khi sanh dưới thế gian á, bắt đầu là cổ quyết chí làm phước làm lành tu tập để cổ quay về ở trên cõi trời. Thì cổ ở dưới này đâu khoảng 70-80 tuổi gì đó, rồi hết cái mạng căn ở tại thế gian, cổ đủ phước báo, cổ quay về cõi trời. Thì cõi trời mới tới vào buổi chiều, mới vào buổi sáng ra thì ông vua trời á thấy là bà vợ đâu không thấy, tới chiều gặp lại thì hỏi là nãy giờ á là cái người vợ đó đi đâu. Thì người vợ nói là thiếp đã hết cái thời gian tuổi thọ cõi trời, đi xuống thế gian một kiếp ở thế gian 70-80 năm, quay lại thì cõi trời đâu có một buổi gì ở trên cõi trời thôi. Như vậy thì nếu mà từ ở cõi trời mà luân hồi xuống thế gian, nếu người đó không đủ phước báo, không đủ sức tu về thiền định để về cõi trời thì bắt đầu trôi lăn đi ở chỗ khác. Cho nên cõi trời cũng không phải là cõi an toàn. Nên đó là có một cái cõi nữa là cõi không có đau khổ nữa. Cái đó là nói là cõi trời là cõi không có đau khổ nha. Còn một nơi mà không có đau khổ nữa, mà không có quay lại ở trong những nẻo sanh tử luân hồi, đó là các cõi Phật lập quốc độ. Ví dụ như là cõi Tây Phương, Đông Phương, Nam Phương, rồi Bắc Phương, Thượng Phương, Hạ Phương. Có nhiều cõi tịnh độ, Phật lập quốc độ lắm. Mà chúng ta biết nhiều nhất là chỉ có hai cõi thôi. Đó là cõi Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, và cõi Đông Phương Cực Lạc của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai làm giáo chủ. Chúng ta chỉ biết hai cõi đó, còn các cái cõi kia thì thường kinh sách không có nhắc nhiều, nên chúng ta không có biết nhiều về các cái cõi khác còn lại. Cho nên thường người ta muốn không còn đau khổ nữa thì người ta sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Rồi muốn không có đau khổ, người ta sanh về cõi trời. Nhưng mà làm sao ở cõi trời nó phải có phước báo,
và tâm thiền. Ở cõi trời phải có phước báo và tâm thiền thì mới trụ được cõi trời. Nếu chúng ta có phước báo mà không có tâm trời, tâm thiền á, thì ở thế gian giàu có. Còn nếu chúng ta có phước báo mà có tâm thiền á, thì chúng ta trụ ở cõi trời. Nên ở cõi trời hoài thì cũng không còn đau khổ luôn. Nên cõi trời là nơi không còn đau khổ, nhưng mà luân hồi có thể rời khỏi cõi trời. Nhưng mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng là nơi không còn đau khổ, nhưng mà cảnh đó chỉ đi lên trong những phẩm đài sen thôi, chứ không đi ngược về luân hồi sanh tử ở trong sáu nẻo luân hồi của mình đây. Đó là nơi không còn đau khổ đó. Cái nơi không còn đau khổ thứ ba là thù thắng nhất, đó gọi là Niết Bàn. Hoặc giả là cái nơi đó là nơi vô dư Niết Bàn, hoặc là Đại Bát Niết Bàn. Nên có nhiều người á, quý vị, là họ phân biệt ra nhiều Niết Bàn khác nhau. Niết Bàn của Thanh Văn, Niết Bàn của Duyên Giác, Niết Bàn của Bồ Tát á, quý vị. Thực ra cái đó là nói lên cái quả vị chứng thôi, chứ Niết Bàn á, thì không có khác nhau. Niết Bàn là nơi bất sanh bất diệt, vô dư Niết Bàn á, thì không có khác nhau. Dầu cho đó là cái ví dụ như là Bích Chi Phật, hay là các vị La Hán, hay là Phật Chánh Đẳng Giác, thì Niết Bàn, nếu mà đã nhập vào vô dư Niết Bàn thì Niết Bàn không có khác nhau. Niết Bàn là nơi không còn đau khổ. Vì nơi không còn đau khổ là Niết Bàn. Cho nên là mình lấy cái tâm phàm mà mình nói là cái Niết Bàn của chư Phật khác với Niết Bàn của là A-la-hán vân vân, cái đó là chúng ta suy luận ra thôi. Chứ Niết Bàn đâu có nơi chốn. Niết Bàn phải là nơi chốn, mà Niết Bàn Đức Phật Ngài thí dụ cho chúng ta thấy đó là nơi củi hết lửa tắt. Ví dụ như là lửa chúng ta đang cháy nè, tắt lửa, vậy lửa đi về đâu? Mình tắt lửa rồi, lửa đi về đâu? Thì cái sự sống tắt, cái sự sống ở không phải thế gian này không, mà trong tất cả các cái cõi sống nó tắt, sự sống tắt hết, thì cái nơi đó đó là chính là Niết Bàn. Ví dụ như lửa mình đang cháy mà lửa tắt, lửa về đâu? Thì Niết Bàn Đức Phật thí dụ như vậy đó, tức là cháy giống hệt như là cái đời sống mình sanh ra, mình sống ở trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, nhưng mình chấm dứt ở trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, thì đó chính là Niết Bàn. Nên Niết Bàn không còn luân hồi sanh tử, không còn đau khổ, là không còn một chút nào của cái sự đau khổ cả, gọi là sự tuyệt đối của đau khổ. Tuyệt đối không còn đau khổ là Niết Bàn. Nhưng mà ở cõi trời thì nó mang tính tương đối. Còn Tây Phương Cực Lạc cũng là tương đối, tại vì có thay đổi các phẩm đài sen và có tu tập nơi đó thì vẫn là tương đối. Tức là cái hết đau khổ vẫn là tương đối, chưa phải là tuyệt đối. Niết Bàn mới là tuyệt đối. Như vậy thì cái đó là chúng ta đang nói tới cảnh giới. Cảnh giới mà mình đi đến, cảnh giới cõi trời, cảnh giới của Tây Phương, cảnh giới của Niết Bàn. Còn một cảnh giới nữa mà không có cái sự đau khổ, đó là chúng sanh không có cảm thọ khổ. Chúng sanh không có cảm thọ khổ thì chúng sanh cũng không có đau khổ. Chúng sanh có cảm thọ khổ thì chúng sanh đau khổ. Chúng sanh không có cảm thọ khổ thì chúng sanh không có đau khổ. Như vậy đó, thì đối với chúng sanh mà vô tình đó, tức là chúng sanh không có tâm, tức là chúng sanh không có biết cảnh xung quanh đó, thì chúng sanh đó cũng không khổ. Nhưng mà nếu là chúng sanh hữu tình thì chúng sanh hữu tình đó làm sao phải chế ngự cảm thọ, tức là chế ngự cái cảm thọ khổ, thì chúng sanh đó cũng hết đau khổ luôn. Có nghĩa là chúng sanh đó là xả được cảm thọ, hoặc giả là không có bất kỳ cái tâm nào mà chứa cảm thọ khổ, thì chúng sanh đó cũng không có đau khổ luôn. Mà không có đau khổ đó thì gọi là Niết Bàn hữu dư, có nghĩa là Niết Bàn mà còn lại là một cái thân mình
ở trong thế gian thì gọi là Niết Bàn Hữu Dư. Như vậy thì mình hình dung ra được tất cả các nơi không còn đau khổ chưa? Thứ nhất là cõi trời mãi mãi không còn đau khổ. Cái thứ hai là phải sanh về Tây Phương Cực Lạc không còn đau khổ. Cái thứ ba phải nhập vào Niết Bàn mới không còn đau khổ. Cái thứ tư là chúng ta không có cái tâm đau khổ thì người đó cũng không có đau khổ. Như vậy đó thì mình đó làm cái nào nó dễ, mình làm nào dễ, mình muốn không có đau khổ thì là chúng ta có bốn cái nơi đó, tức là không có chứa tâm đau khổ, tức là không có cái tâm mà có cái cảm thọ khổ. Ví dụ như cái tâm sân nó chứa cảm thọ khổ ở trong đó thì không có tâm đó. Hoặc là giả là không có cái tâm làm nguyên nhân để khổ, để cho được cái quả sau này khổ, thì cũng không có tâm đó luôn. Nên không có tâm làm nhân khổ và không có tâm chứa đau khổ thì là cái người đó cũng không có đau khổ. Như vậy thì mình đó là mình sợ khổ, mình đi tìm cái chỗ an vui. Thì người ta đi tìm chỗ an vui thì ở nơi cõi trời là phải là kiếp sau, tại mình đang ở cõi người. Ở nơi Tây Phương Cực Lạc cũng phải là kiếp sau. Còn Niết Bàn là gọi là Niết Bàn Vô Dư thì cũng là kiếp sau, tức là sau kiếp này chứ không phải là kiếp sau, không còn sanh nữa, gọi là không phải kiếp sau mà sau kiếp này. Cho nên ba cái cõi trước là cõi trời, cõi Tây Phương Cực Lạc hoặc là cõi Niết Bàn thì phải sau đời sống này người ta mới sanh về đó. Còn ở tại đời sống này mà mình muốn cho nó hết khổ có gì thì là cái người đó phải không có chứa tâm đau khổ. Nên ở đời sống này người ta thực hiện hai phần. Một phần là bớt khổ, một phần là hết khổ. Bây giờ ví dụ như mình đang bệnh thì nó bớt từ từ, bớt bệnh từ từ là mình thấy khỏe phải không, hạnh phúc phải không? Hôm qua bệnh 5, bây giờ bệnh còn 4 là hạnh phúc rồi đó, là nó bớt khổ rồi. Còn thêm nữa nó còn bệnh 3, bệnh 2, bệnh 1, hết bệnh. Như vậy thì người ta chọn một cái là bớt khổ. Khi chúng ta sống ở thế gian này, ta chọn bớt khổ, đi đến là hết khổ. Nhưng mà hết khổ trong khi mình làm không nổi, nên người ta là chỉ làm cho nó bớt khổ thôi. Như vậy khổ chúng ta có hai cái: khổ thân và khổ tâm. Khổ thân của mình đó là nó bị quả báo kiếp xưa. Cái thân mình đó là quả báo kiếp xưa, tức là mình khổ thân là mình do quả báo của kiếp cũ. Bây giờ mình gặp cái quả báo, mình bị khổ thân. Khổ thân là bởi gì? Bởi bệnh, bởi già, bởi không có đủ vật chất, không có đủ tiền bạc, không có đủ phương tiện để sống. Hoặc giả là nơi lạnh, nơi nóng, hoặc là bị tan hiếp, đánh đập, tù đài, thiên tai, bão lũ, dân dân, chiến tranh, thì đó làm khổ cho cái thân của mình. Do đó mà cái thân của mình đó muốn bớt khổ á thì là chúng ta phải tránh né nhiều thứ lắm. Cái thân mình đó muốn bớt khổ, muốn bớt khổ về bệnh á thì là mình phải né cái chỗ bệnh, tức là tránh duyên cái chỗ bệnh. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta tìm xem cái nào nguyên nhân mà nó gây ra bệnh đó, người ta tránh nữa. Ví dụ như mình ăn cái này bệnh nè, thôi đừng ăn. Mình uống này bệnh nè, thì đừng uống. Ví dụ như vậy đó, tức là phải tránh, phải né nữa. Và mình phải tập, tập thể lực, tập thể dục. Dần dần thứ nhất là mình tránh né những cái nào mà gây cho thân đau khổ, là mình phải suy nghĩ mình tránh né. Cái nơi đó làm cho thân mình đau khổ lại đó làm chi? Rồi mình ăn cái này làm cho thân đau khổ thì ăn chi? Bây giờ ví dụ như mình nhậu, nhậu riết rồi nó bứt cái bao tử. Nên là về dưới quê có mấy cái chú nhậu rượu dữ dội lắm. Có nghĩa là lúc nào cũng thấy mà ông cầm cái bọc rượu chứ không phải chai nữa. Tức là uống cái kiểu khác rồi. Hồi xưa đó thì là người ta uống bằng cái chai. Còn bây giờ mấy ông uống bằng bọc. Rượu mà bỏ cái ống hút trong á, rồi kéo. Ông cầm bọc lần nửa lít. Uống nào hết nửa lít vậy đó là lấy bọc khác.
Vậy thì người cầm bọc 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 nè, gật đầu á là đồ ăn á. Đối với vị chứ á là đồ ăn nhậu kêu bằng gì? Nhậu kêu mồi. Mà quý vị biết mồi là để câu cá, đúng không? Mồi là để câu cá. Mồi á là để đặt mấy con này con kia đó, người ta gọi là mồi. Mà nhậu đồ ăn lại gọi là mồi, mình không hiểu sao. Bữa mình nhậu cái thức ăn của mình nó tuột xuống thành mồi. Tại mồi á là để bẫy các cái con khác, đúng không? Mồi là để bẫy gì nữa. Vậy thì giống hệt nhậu mình bị sập bẫy đó. Không biết làm sao mà nhậu người ta gọi là mồi, cũng không hiểu làm sao nữa. Như vậy á thì một người mà cầm bọc 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 rồi để cái ống hút vô, rồi á là 1, 2, 3 vô một cái là người kéo một cái, kéo một cái, chừng nào á qua một quận hết cái bọc rượu nửa lít đó thì là người ta mới phát cái bọc mới. Chứ ông nào mà uống trước hết trước đi nữa thì là cũng không được phát bọc mới. Mà tới hết trơn ở trên bàn ví dụ 10 người thì cái bọc không còn miếng nào hết thì mới phát thêm bọc mới. Bằng cách mở cổng dây thun ra, cái bơm vô điều thêm nửa lít nữa là cái uống kiểu đó là thời Covid á, là được á nghe. Có nghĩa là đâu có người nào mà chung cái ống hút của người nào. Hồi xưa mình hút kiểu đó vô là lây này lây nọ, phải không? Còn bây giờ ông bọc kéo ót, nhìn uống rượu mà cũng cồn không à. Mua rượu loại rẻ thì rượu có mấy ngàn lít hả, không biết làm sao. Có rẻ vậy đó. Thường á là nhậu tối ngày tiền đâu uống, có làm gì đâu. Tối ngày làm á thì đâu có làm gì ra tiền đâu, tiền đâu uống. Chỉ uống vô á là nó banh cái bao tử của mình, rồi nó banh cái lá gan, nó banh cái thận. Nếu chúng ta uống các cái chất độc vào đó thì nó lọc qua gan thận và bao tử. Nên thường hay xuất huyết bao tử nè, ung thư gan nè, tội nghiệp lắm. Nhằm khi nhỏ trẻ trẻ không không quý vị. Như vậy thì mình biết cái đó nó hại cho cái thân mình thì mình tránh mình né đi, đúng không? Mình hút thuốc rồi những cái thuốc mà nó có khói độc đó mình tránh mình né, uống rượu mình tránh mình né, rồi thức đêm gì đó mình tránh mình né. Nói chung là mình phải tránh né những cái gì làm đau khổ trên thân của mình thì mình mới hết đau khổ được. Nên mình biết ở nơi đó nó lạnh quá nên ta đi trốn ở vùng khác. Nơi đó nóng quá ta đi trốn cái vùng khác. Đó là cái trí khôn của con người á. Người ta biết chỗ nào nguy hiểm của cái thân ta tránh ta né đi. Cái món ăn món uống gì nguy hiểm tới cái thân ta tránh né đi. Giống hệt như cái bánh tráng trộn, để cái gì vô trọng quá trời, để ngoài đường á bán, treo bọc 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 bán, mà bán nhầm khi 2-3 tháng mà nó cũ mềm luôn cái bọc vậy đó, không có đát gì hết á. Thường thường á người ta có cái đát ở trên đó đó, làm ta dán lên là ngày mấy tới ngày mấy, còn cái này là bán nào hết thôi, không có đát gì hết trơn á. Rồi cái nào cũ quá mình ăn vào thì sao, lủng ruột cho nó giỡn trộn tùm lum ở trong hết trơn, mà để biết bao lâu vậy đó. Rồi làm sao nó sẽ là lên các cái men, rồi nó sẽ đổi các cái chất làm cho nó trở thành cái chất độc mà khi chúng ta ăn vào cái bao tử của mình. Nên có những khi á làm thấy ăn ngon nhưng mà nhầm khi nó chứa chất độc trong á. Nên cái người mà người ta á là trí tuệ không quý vị, người ta á là tìm cái món vừa ngon mà vừa không có chất độc. Còn người tu á thì ngon dở gì cũng được, miễn sao có đủ dinh dưỡng là được. Chứ còn mình nói là người tu ăn đồ dở cũng không phải nữa, tùy duyên à, ai cho gì ăn đó. Nhưng mà phải có cái chất bổ. Chất bổ là gì? Cái chất nuôi cái cơ thể của mình á. Do đó mà cái thân của mình á muốn mạnh khỏe đó quý vị, mình phải tránh những cái nơi làm cho thân mình đau khổ. Còn cái nữa, cái đó là cái ngọn thôi, còn cái gốc là chúng ta phải có phước. Người nào mà có phước á cái thân nó bớt khổ, còn người nào mà không có phước á cái thân mình lụi lụi gặp khổ, lụi lụi gặp khổ à. Nên mình tránh mình né là tránh cái ngọn thôi, còn cái gốc đó là phước báo. Nên ta muốn á cái thân mình bớt đau khổ á quý vị, là chúng ta phải làm phước thôi à. Phải giúp đỡ cho người này người nọ, phải làm phước thôi. Thầy đọc tờ báo, người ta thí nghiệm á cái người làm phước á thì họ sẽ sống thọ hơn cái người bình thường 42%. Để đời sống không biết người ta lấy cái số liệu ở đâu à.
Bình thường á, mình tính á, là mình ăn uống nó sẽ quyết định là cái sức khỏe của mình. Nhưng cái cô tiến sĩ gì đó Blackburn hay gì đó, tiến sĩ Blackburn, cổ thí nghiệm của nó không phải tâm lý. Cái tâm lý mình chiếm 50%, ăn uống chiếm 25%, và các nguyên nhân khác chiếm 25% về cái đời sống á. Nên cái tâm của mình á, nó chiếm tới 50% lận. Nên cái người nào mà ổn được tâm sinh lý á, thì người đó sẽ làm chủ được cái đời sống mình 50%. Chứ không phải ăn uống chỉ có 25% thôi. Ăn đồ xịn nhất đi nữa cũng chỉ chiếm 25% sự sống thôi à. Nhưng mà làm cho sống vui, sống khỏe, sống tốt á, thì cái người đó phải ổn định tâm lý. Không được giận quá, không được buồn quá, không được thương quá, không được ghét quá. Ổn định tâm lý. Nên cái người mà thường xuyên thiền quán, giữ tâm thanh tịnh, thường xuyên thiền định, giữ tâm thanh tịnh á, thì cái người đó làm cho thân mình nó khỏe hơn rất là nhiều về mặt chống lại bệnh tật. Cho nên đó quý vị, mình xưa nay mình hiểu lầm, làm tính là ăn uống đồ không có chất độc nữa thì nó sẽ quyết định hoàn toàn cái sống dài hay là sống ngắn. Nhưng mà người ta nói là cái tâm lý tức là cái tâm của mình mới là cái chiếm nhiều nhất, đó là chiếm tới 50%. Do đó mà khi mà mình sống đây cho tới là theo Phật luôn á quý vị, mà mình muốn không có đau khổ á, thì là cái thân mình á là phải khỏe mạnh. Thì nó không có đau khổ, mà muốn thân khỏe mạnh phải nghiên cứu, phải ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, rồi tránh né những cái nơi là làm cho thân mình đau khổ, rồi tập thể dục đi nữa, rồi uống ăn những cái gì mà làm cho bệnh ở trong thân đó, người ta tránh ta né dữ lắm đó. Tức là giữ từng ly từng phút vậy đó, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà cái tâm mình á, nó lại là chiếm 50% của lại kéo dài sự sống cho đến thân rồi. Do đó mình phải ổn định tâm nữa. Nên người mà muốn là khỏe mạnh á, không có đau khổ trong thân á, thì là phải ổn định cái tâm. Mà không có đau khổ trong tâm thì lại càng ổn định tâm hơn. Tâm đau khổ là tâm gì? Là tâm có chứa cảm thọ khổ. Như vậy thì tâm á, là chứa cảm thọ khổ. Tất cả tâm đều chứa cảm thọ. Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ xả. Nó có ba dòng cảm thọ khác nhau. Nên cái tâm mà chứa cảm thọ lạc thì người ta phát huy tâm đó, tại tâm đó nó tốt hơn lại cảm thọ khổ. Ví dụ tâm chứa cảm thọ khổ là tâm sân, tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm ghen, tâm buồn, tâm sầu, tâm hận, tâm ai, tâm quán, ganh tị, bỏng sẻn, tật đố. Đó là chứa cảm thọ khổ đó. Đó, tức là những cái tâm đó là tâm chứa cảm thọ khổ. Cho nên á, người ta làm sao? Thứ nhất á, làm cho các cái tâm phiền não của mình, nó là một loại phiền não ác đó, làm tâm phiền não của mình được tỉnh chỉ. Thứ hai, mình làm cho nó được muội lược, tức là giảm thiểu nó. Thứ ba, mình diễn ly nó. Thứ tư á, là mình cắt nó, làm từng mức độ một đối với các cái tâm đó. Cái tịnh chỉ là cái dễ nhất, là mình tịnh chỉ là dễ nhất. Tịnh chỉ là gì? Là mình dừng nó lại, nó gọi là tịnh chỉ. Nó đang nổi sân gầm rồi mình nhẫn nhục tịnh chỉ nó lại, tức là mình buông nó, làm cho nó đừng có khởi tiếp, đừng khởi tiếp nữa. Ví dụ như nổi sân rung tay rung chân rung giò chân, ngồi xuống hít thở, làm tịnh chỉ nó lại. Tịnh chỉ tức là dừng lại đó. Rồi mình suy nghĩ rối tung hết trơn, rồi ta ngồi xuống ta hít thở, ta buông xả, ta tịnh chỉ, gọi là tịnh chỉ ý hành đó. Có những người là ta tịnh chỉ không được, tịnh chỉ không được phải mượn cái khác, ta dùng câu thần chú hoặc là ta quán tượng Phật, ta niệm để ta tịnh chỉ.
Còn người bình thường á, mà người ta buông xuống được á, thì người ta tịnh chỉ không cần nhờ pháp nào hết. 1, 2, 3 ta thả lỏng là người ta tịnh chỉ à. Có nhiều người ta thả lỏng mà xả trượt á. Xả trượt là lúc tịnh chỉ thân và tâm á. Xả trượt là nằm ngửa đất, rồi đương hai tay nhau để đây nè, rồi chân xuôi rồi phía trước, rồi 1, 2, 3 thả lỏng thân và tâm. Thì đó, nói chung mình nói gì thôi chứ là tịnh chỉ thân và tâm á. Có nghĩa là mình dừng lại, không suy nghĩ nữa, không tưởng nữa, không có nhúc nhích cái thân nữa, cho tất cả các cái nó rơi tự do. Đó là mình tịnh chỉ. Nên tịnh chỉ dễ. Còn ví dụ như mình nổi sân, mình tịnh chỉ cách là chúng ta niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc là người ta quán hơi thở, nhiều nhiều cách lắm. Hoặc là người ta trì chú mantra, thì nó không được tịnh chỉ nữa. Tịnh chỉ nó không phải là xả bỏ. Xả bỏ đem nó dục ra ngoài luôn, tịnh chỉ là nó còn đó mà cho nó dừng lại mà thôi. Nó dừng lại là dễ. Còn mình xả đem nó thảy ngoài luôn á, là đó là cực kỳ khó. Cái đó là ở một cái mức độ cao cấp. Ví dụ như trong thất bồ đề phần á, định rồi mới tới xả. Tức là tâm của mình an chú, tâm của mình á an chỉ tịnh, tâm của mình á là định ở các cái tầng khác nhau, thì người đó mới có khả năng xả được. Tức là mình làm chủ cái tâm, lúc đó mình mới có khả năng xả được. Còn bây giờ á là chúng ta chỉ đình chỉ nó lại thôi. Có nghĩa là mình tịnh chỉ nó thôi, để nó dừng lại thôi. Kể cả tâm và ý, tham sân giận hờn ghét ghen dừng lại, ý dừng lại. Nên ta là tập á, là người ta thả lỏng. Thả lỏng nghĩa là 1, 2, 3 thả cái thân không làm gì hết, ngồi lặng tinh nè. 1, 2, 3 tâm thả lỏng cái, tâm không suy nghĩ gì hết, không tưởng gì hết, không sân, không giận, hờn, ghét, ghen hết. Cái đó gọi là mình tịnh chỉ thôi. Còn nếu làm không được vậy thì ta dùng cái pháp, pháp nhẫn nhục, pháp niệm Phật, pháp trì chú, hoặc là pháp soi tâm. Có nhiều người dạy nhiều pháp khác nhau, miễn sao dừng được tâm đó lại, nó không khởi tiếp là được. Chúng ta sẽ đi đến sự tịnh chỉ. Tịnh chỉ á, thì nó cũng không có đau khổ. Ở tại cái nơi được tịnh chỉ nó không có đau khổ. Nên khi mình tịnh chỉ được tâm nó không có đau khổ. Tịnh chỉ tức là mình dừng tâm đó lại rồi. Mà dừng tâm đó lại á, thì cái cảm thọ nó đâu có theo nữa. Trong đó có cảm thọ, cảm thọ là một tâm sở. Dừng luôn, đã thả lỏng hết. Dừng luôn cả tâm tâm sở, dừng hết. Nè, tịnh chỉ. Cái thứ hai nữa là người ta diễn ly xa rời nó. Chứ xả thọ đó, mình xả tâm, xả thọ, mình xa rời nó, mình diễn ly nó. Rồi mình tu các cái hạnh đoạn diệt từ bỏ. Tu cái hạnh đoạn diệt từ bỏ có nghĩa là nếu mình quán cái tâm của mình cho hiểu rõ nó, rất là hiểu rõ nó rồi, thì chúng ta có tuệ. Tuệ lúc đó chúng ta sẽ dùng các phương pháp tuệ để đoạn diệt từ bỏ. Tại vì tuệ mới có khả năng đoạn diệt từ bỏ. Tuệ biết được rằng cái đó không đáng để chúng ta tham. Ví dụ chúng ta tham tiền, tham danh, tham lợi, tham tình, tham ăn, uống, ngủ, nghỉ, tham dâm, tham dục. Mà cái đối tượng chúng ta tham đó nó không đáng. Nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, nó là rỗng không, nó là chấp nối. Nó không đáng để chúng ta tham. Nó không đáng để chúng ta ganh tị, đáng tật đố để chúng ta, nó không đáng để chúng ta nổi sân. Như vậy đó, thì cái tuệ mình đã nhìn thấy được như vậy rồi, không đáng nữa rồi, thì tự nhiên sân nó không thể khởi, tham không thể khởi. Nên mình gọi là có trí tuệ nó sẽ đoạn được tham và sân. Chứ thực ra nó không có đoạn gì hết á. Không có đoạn mà mình nói là đoạn thì mới thật sự là đoạn. Nó không đoạn gì hết á. Bây giờ ví dụ như tại sao mình nổi sân là tại vì mình thấy nghịch ý nghịch lòng. Mình thấy cái này nè, nó nghịch ý nghịch lòng. Bây giờ tệ em phát sanh. Ô cái này nó có lạ gì đâu mà nghịch ý nghịch lòng. Cái này nó vẫn chẳng qua là vô thường, là khổ, là vô ngã.
nó vẫn thay đổi với thời gian. Có gì đâu nghịch ý nghịch lòng. Như vậy á, thì người ta nhìn cái này, người ta hiểu được rằng nó không lạ gì cả, nó là một cái pháp ở trong vũ trụ thôi. À, nó sanh nó diệt ở trong vũ trụ và không có cái gì tồn tại mãi mãi thời gian hết. Đó là vô thường. Cho nên á, người ta quán thấy được vậy rồi, người ta không có khởi lên tâm giận nó hay là tham nó. Mà cái trí tuệ này là trí tuệ khi tu tập được mà nhìn thấy. Cho nên nó không khởi lên tâm tham tâm sân nữa. Mà trí tuệ này không mất. Mà nếu không mất thì vĩnh viễn không khởi lên tham sân nữa, đúng không? Mà không khởi tham sân sân nữa thì người ta gọi là diệt tham sân, chứ không diệt gì hết. Cảnh nó sanh tâm, mà cảnh đó đáng không đáng một đồng xu để nó sanh tâm đó thì tâm đó nó không sanh. Là tại vì cái cảnh sanh tâm nó thông qua cái biết cảnh nó mới sanh tâm. Biết kiểu nào nó sanh tâm đó. Ví dụ mình thấy cái này quý sanh tâm tham, thấy cái này thấy ghét nó sanh tâm sân, thấy cái này không quý không ghét không sanh tâm nào hết, đúng không? Vậy thì á, nó sanh tâm là do thức, tức là kiến giải á, là do tà kiến đó, nói thẳng là do tà kiến đó. Mà tà kiến thông qua thức, thức nó mới kiến giải, nó thấy cái đó vậy vậy vậy, nó đánh giá vậy vậy, đánh giá cái nào thì nó sanh ra tâm tương đương cái đánh giá. Nếu thấy hơn mình sanh tâm ganh tị liền. Nó thấy thua mình sanh tâm khi dễ liền. Nó thấy nó đẹp mình sanh tâm ái mộ liền. Nó thấy nó xấu cái mình sanh tâm á là mình khước từ liền. Đúng không? Như vậy đó thì đẹp xấu hay là như thế nào phải do nhận thức không? Mà nhận thức mỗi người mỗi khác, mỗi người sanh tâm mỗi khác. Ví dụ người ta nói á, là bữa trước mình nói đó, ông chồng nhìn vợ nhà thấy như dịch đẹp, còn hàng xóm vợ nhà giống như thiên nga. Như vậy cái người mà nhìn giống thiên nga họ chân quý, họ sanh ra tâm là chân quý. Còn người nhìn thấy giống dịch đẹp á, họ sanh ra tâm nhàm chán, đúng không? Cũng đối tượng đó à, mà hai nhận thức khác nhau thì hai cái tâm nó biết cảnh nó khác nhau. Tâm là cái biết cảnh, vậy là biết cảnh gì sanh tâm đó đó. Là tâm là cái biết cảnh, vậy biết cảnh đó là biết cảnh gì thì sanh tâm đó. Cho nên mỗi khi chúng ta tuệ, chúng ta thấy được rằng nằm ở thể chân đế, có nghĩa là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Ngũ ẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó đều là vô thường, nó đều là khổ, nó đều là vô ngã. Nên không có đáng để sanh bất kỳ cái tâm nào phiền não cả. Nên người ta là đoạn diệt tất cả tâm phiền não bằng trí tuệ. Chứ thực ra có đoạn cái gì đâu. Đủ trí tuệ rồi, biết cảnh đó nó đâu đáng đâu, không đáng không sanh tâm. Đơn giản thôi. Cho nên ta ráng học pháp, ta ráng tu thiền quán, thiền định, để từ từ trí tuệ mở khai mình biết, hiểu biết hơn về tất cả pháp. Mà hiểu cỡ nào sanh tâm đó à. Tức là biết cảnh là sanh tâm, mà biết cảnh kiểu nào sanh tâm đó. Biết cảnh kiểu là biết ở thể chân đế à, thì không có sanh tâm nào cả. Mà biết ở thể tục đế bắt đầu nó sanh. Nó sanh tùm lum tâm hết. Mà tâm sanh ra thôi sao? Tâm sanh tạo nghiệp. Nghiệp thôi sao? Nó dẫn mình đi sanh tử. Và nó khống chế mình ở trong cái đời sống tới à, đó là nghiệp. Nên là mình nhằm khi bận rộn quá, mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần quá, nên ta quên nhìn lại, quên thấy lại cái điều đó. Thực ra tất cả các cái trên đời này không có nào bền chắc thời gian hết. Nó hủy diệt hết. Nó là rỗng không, nó là lắp ráp, không có cái gì lạ gì hết trơn. Thấy gì nó quý là chẳng qua lúc mình không có, mình cần thôi. Mà lúc mình cần, lúc mình không cần. Lúc sống xa qua này cần tiền cần bạc, mà lúc ai cũng đói hết là tiền bạc để đóng cũng đã ai ăn được. Ta cần gạo cần cơm thì lúc, chứ không phải lúc nào cũng cần. Lúc bệnh á quá trời luôn thì ta cần thuốc, chứ lúc đó đâu cần tiền nữa đâu. Nên có nhiều người á nói là trời ơi này bệnh quá phải có tiền mới được. Có tiền trừ trường hợp nơi đó có dịch vụ,
Còn giờ ở trong rừng bệnh cần tiền gì? Ông phải đi kiếm thuốc trị bệnh chứ cần tiền gì? Đúng không? Cho nên á, là ở trong cuộc sống mình muốn bớt đau khổ là mình phải có tu cái tâm của mình. Tu tâm nghĩa là gì? Mình làm cho hạn chế tịnh chỉ cái tâm đau khổ xuống, và tu sao để có trí tuệ phát sinh. Nên thường á, là người ta muốn bớt đau khổ á, Đức Phật dạy quán tâm tướng học á. Quán gì? Thân tâm và hoàn cảnh. Thân mình, tâm mình và những cái gì xung quanh mình. Quán nghĩa là gì? Đưa tâm đến suy nghĩ về nó đi, quan sát nó đi, suy nghĩ nó đi. Cái thân của mình và cả bệnh tật ốm đau, trả nghiệp, gieo nghiệp quá trời quá đất luôn. Thân mình là thân bất tịnh, khi rã nó ra từng bộ phận, không có cái nào mà sạch sẽ, không có cái nào mà đẹp đẽ hết. Gáp vô thành thân mình cho là đẹp, mình sai. Các cái bộ phận xấu thì ghép lại nó thành xấu, các bộ phận bất tịnh thì ghép lại trở thành bất tịnh. Chứ không bao giờ tất cả các bất tịnh mà ghép lại thành cái tịnh được cả. Cho nên á, người ta thường hay quán thân này nó thay đổi liên tục, tâm này nó thay đổi liên tục, lúc này lúc khác, lúc suy nghĩ này lúc suy nghĩ khác, lúc khởi tâm tham, lúc khởi tâm sân, tùy vào hoàn cảnh đối tượng mà khởi tâm. Đó, thân tâm rồi những cái gì xung quanh mình quán hết đi, từ con người, con vật cho đến nhà cửa của cải vật chất, tất cả cái nó cũng thay đổi liên tục mà, giống hệt như một cái dòng chảy trong dòng sông nhé. Đi hoài, đi mãi 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 mãi, hoài. Là quán vô thường đó. Nên mình không thấy cái vô thường mà muốn giữ lại này, giữ lại kia, giữ lại nọ thì khổ. Nên trên đời đừng giữ gì hết trơn á. Nhớ là thầy có kể cái chuyện người ta bắt chuột hồi xưa ở trong cái đoạn kinh đó. Xin lỗi, bắt khỉ. Người ta lấy ông che, ông che, ông che, ông che này nè. Ta để hột đậu cho ông á. Ông khỉ ông lấy tay ông chưa nên là ông đưa tay vô ông lấy hột đậu, lấy tay ông nắm lại đừng lấy hột đậu ra. Nắm lại ông bung tay ra mắt ông che. Mắt ông che thì ông thợ săn lại bắt khỉ. À, thấy người ta làm bẫy đặt khỉ dễ không? Có khúc ống tre, ống tre đây mới cột cọng dây, cột vô cây, cái ống tre đó để hột đậu sát ở trong á. Ông lợn lên nhìn thấy hột đậu, thọc tay vô ông lấy. Ông lấy cái ông nắm hột đậu lại, cái tay bự ra nè, thọc vô nó nhỏ. Ông nắm lại nó bự cái tay lên. Nắm chặt hột đậu mà hột đậu là ông khỉ khoái hột đậu lắm, không phải lọc đậu xanh đậu gì đâu. Mà đậu là đậu bự đây nè. Cái loại đậu mà khỉ nó thích á. À, giống như hột điều đó, mà nó hột điều đi. Hột điều rang thơm phức nha. Ồ, ông khỉ mê lắm nhai đó. Ông cầm vô ông nắm hột điều lại, dính cứng ngắt ống tre luôn, gực tay ông ra. Tới cái người thăm bẫy á, ta lợi, ta chỉ bắt ăn khỉ người ta làm thịt. Nên có người á, người ta là ngu gì ngu dữ vậy. Lúc đó chỉ cần buông ra thôi, buông cái hột đậu thôi, buông cái mình thích. Hột đậu là cái mình thích phải không? Chỉ cần buông cái mình thích á là người ta đâu có bắt được mình. Trời ơi, ông khỉ này sao mà ông ngu dữ vậy. Chỉ cần buông cái mình thích cái là xong à. Mình nói ông khỉ ngu chứ mình ngu đó. Con khỉ là mình đó. Cái hột đậu là cái mình thích, là cái mình muốn đó, cái mình ham đó. Vậy có ai mà dám buông được cái muốn ham trên đời này không? Cái mình thích đó, cái muốn mình ham có buông nổi không? Buông ngoài tướng cũng còn tâm nhớ á. Tình đã chết cũng tìm em nơi tâm tưởng đó. Buông nổi không? Vậy thì con khỉ là mình đó. Dụ á, khỉ là mình. Còn cái hột đậu á, là cái mình mê, mình thích, mình mến, mình ưa đó. Mà đâu có buông đâu. Nên cuối cùng mình khổ. Chứ nghe nói con khỉ, cái mình chê con khỉ ngu. Ai nhè đâu mình ngu đó. Tức là mình bị vô minh đó. À, ngu đó. Nên mình thường hay quán. Quán những cái ở trên đời này nè. Thân mình nè, tâm mình nè, hoàn cảnh nè, xung quanh nè. Tất cả các cái không có cái gì bền chắc thời gian hết. Mà mình giữ cái gì, nắm cái gì, mà mình giữ toàn lại cái mình thích không à. Đúng không?
Nên Đức Phật dạy trong tập đế là nguyên nhân đau khổ là tại vì mình thích này thích kia là dục á. Đơn giản thôi, mà buông nổi không? Đâu có buông nổi đâu. Người ta thấy lỗi, biết sai vẫn làm là sao? Biết đó là tuệ đó, là chánh chi kiến á. Mà vẫn làm là sao? Tại vì dục. Nên dục lớn hơn tuệ thì biết sai mà vẫn làm. Còn dục nó nhỏ hơn tuệ á, biết sai dứt ta không bao giờ làm. Nên cái người mà biết sai mà ta không làm nữa đó thì dục nó ít rồi, tuệ nó nhiều rồi. Còn người mà biết sai vẫn làm, biết sai vẫn làm thì cái đó tuệ ít mà dục nó nhiều. Còn cái người mà không biết sai mà vẫn làm thì người đó không có tuệ mà toàn là dục không à. Người đó là người bình thường nên đọa sâu lắm. Còn người có học đạo, có tu tập, có học pháp, mở mang trí tuệ đường chúc, thấy biết đây là nhân, đây là quả, đây là nghiệp báo, nhưng mà họ vẫn làm sai lai rai lác đác, sai hoài. Nên mình thấy họ lên trên bàn Phật sám hối liên tục thế hả? Lại xối chán luôn mà vẫn còn sai. Hỏi đố cái gì chứ họ biết họ làm sai không? Biết hết trơn á. Biết đó sai đó mà vẫn làm. Mình hỏi tại sao biết sai làm? Hoàn cảnh thầy ơi. Đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hoàn cảnh bắt buộc con phải làm vậy, bắt buộc con làm vậy đó. Ta đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chứ thực ra là không chiến thắng được dục. Thua dục, không chiến thắng được dục. Biết sai là đã có trí tuệ, có chánh tri kiến, nhưng vẫn làm không chiến thắng được dục. Nên mỗi khi chúng ta xét soi từ ở trong tâm mình, mình thấy đó sai đó, mà vẫn phạm, vẫn làm. Mình biết dục mình còn lớn, nên phải sám hối thật nhiều, lại Phật thật nhiều, và quán tam tướng học thật nhiều, làm phước thật nhiều, để có phước đó đó, nó vượt qua. Chứ đâu ai thánh gì đâu. Thực ban đầu không ai làm thánh hết á, chỉ có tu từ từ mới làm thánh thôi. Nên mình có sai cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà mình phải có hùng tâm dũng chí, thấy sai rồi mình sửa, quyết chí. Tại dục mình nặng quá, nhiều đời nhiều kiếp nó nặng quá rồi. Nên Đức Phật dạy ở trên đời này chỉ có hai cái dạng người đáng kính trọng và cúng dường. Đó là dạng người không có tội lỗi gì hết. Đó là bậc thánh nhân, là bậc vô học, là bậc thánh nhân. Còn một người thấy được tội lỗi của mình và quyết chí vượt qua tội lỗi, và người đó đã vượt qua tội lỗi của mình, thì người đó cũng đáng được cúng dường. Chứ không phải người thấy tội là được cúng, đáng được cúng dường đâu. Người thấy tội, vượt qua tội lỗi và người đó đã vượt qua được thì đáng được cúng dường. Quý hiểu không? Chứ không phải là người biết tội lỗi là đáng cúng dường, phải. Người biết tội lỗi là người đó mới có học pháp chánh tri kiến thôi, chưa xứng đáng đâu. Mà người đó phải vượt qua, không phải là hết, nhưng mà cũng có phần đã vượt qua. Dầu cho một phần thôi cũng đáng. Ví dụ như 10 cái tội vượt qua được một cái thì người đó cũng đã chiến thắng được một cái. Người ta sẽ chiến thắng được cái thứ hai, chiến thắng được cái thứ ba. Nên đó, mình đừng có nhìn người ta làm sai mà mình phỉ báng họ. Mai mốt mình làm sai ai phỉ báng mình. Nên phải biết thương yêu, giúp đỡ họ, vượt qua, khuyên răn, giúp đỡ. Chứ đừng có bao giờ phỉ báng. Là tại vì không ai mới sanh ra làm thánh cả, cũng sai nát hết. Nhưng mà quan trọng mình có dám nhìn nhận cái sai lầm đó không? Quan trọng là mình có dám bước qua được cái đó không? Cái đó mới là cái quan trọng ở trong cuộc đời. Nên đó là mình sai mình thấy biết. Nhất là người học đạo học pháp thấy biết chân. Học nhân quả nghiệp báo thấy biết này sai hết trơn, chứ không phải không biết đâu. Hồi xưa chưa học chưa tu không biết. Nói thiệt đó là nhầm khi mình chưa tu chưa học á, nhầm khi đó sai mình cũng không biết. Nhưng mà có tu học được đầu chánh chi kiến, từ từ sai biết. Mà biết mà vẫn làm, biết dục của mình lớn dữ lắm, phiền não lớn dữ lắm, dục lớn dữ lắm, phiền não lớn dữ lắm. Nên phải dập đầu mà sám hối. Nên cái sám hối á, nó không có đơn giản như là chúng ta nghĩ là sám hối hồng danh hay là lại hàng đêm đâu.
mà chúng ta hãy nhìn vào những cái sai mà mình vượt qua không được đó, bắt đầu mình dập đầu nhờ Phật đưa cho mình một cái tiềm lực tinh thần, phải đỡ nâng nương tâm vào trong đó, quyết chí giá nào cũng phải làm được, giá nào cũng vượt qua hết, từ từ khống chế, từ từ sự nỗ lực ở trong tâm của mình. Nên nó bớt khổ lần ở thế gian, nó bớt khổ lần. Mình tu là bớt khổ vậy đó. Nhìn lại, thấy, quan sát, tu rồi từng chập nó lên. À, giới, lấy cái ban đầu là giới, rồi lấy thiền quán, lấy thiền định, rồi lấy sám hối, rồi đầu vượt qua lần những cái lỗi lầm. Ta nói đó là lỗi lầm á. À, vượt qua từng cái một cái. Chứ mình học pháp mình thấy biết chân, nào sai biết chân. Nên đối diện trước cái sai á, người ta thấy biết hết nè. Nhưng mà mình có dám đấu với nó không? Có dám đấu không? Thấy sai thấy rồi đó, nhưng có dám đấu với nó hay không? Có dám chiến đấu với nó hay không? Nên có nhiều người dám chiến đấu với nó nhưng mà không thắng được, hồi cũng phải ngã gục đối với nó. Đó là ngã gục trước dục và phiền não. Phiền não ví dụ như sân á, thấy sân rình rạnh luôn, thấy sân biết đây là tội ác. Sân đánh đập người ta đây là tội ác. Ghen lên cắt tóc người ta rồi đây là tội ác. Thấy biết nhưng mà không khống chế được nó, nó khống chế mình. Nên có nhiều người là lúc đó con không biết con làm gì nữa thầy ơi, không biết con làm gì nữa. Đó nó khống chế mình đó, chứ mình không khống chế được nó. Nên lúc đó phải bình tĩnh. Niệm Phật cầu Phật gia hộ. Lúc mà mình đối diện trước cái sai mình sắp làm á, nếu mà mình không khống chế được thân và tâm mình hay là miệng của mình, thì lúc đó mình hãy nhớ tới Phật. Nên người ta nói là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới đó. Để làm chi? Để cầu Phật gia hộ, cầu chư thiên gia hộ. À, lúc đó cầu Long Thiên hộ Pháp gia hộ. Nên hàng ngày, hàng bữa lên trên bàn Phật, mình thắp nhang sáng, nhang chiều bàn Phật á, mình nguyện xin Phật ban cho con một tiềm lực tinh thần để chiến thắng những cái sai của mình đó. Mỗi người có cái sai khác nhau chứ không ai giống ai đâu, nhưng mà đa phần là dục và phiền não. Còn cụ thể nó là cái gì thì mình sai cái gì cụ thể mình biết, chứ người ta không biết. Nhưng mà nó thuộc về dục, nó thuộc về phiền não thì mình biết. Nhưng mà người nào phạm cái gì người đó mới biết chi tiết của cái đó là cái gì. Nên thường hay mình sám hối á, đừng sám hối chung, mà sám hối thẳng cái chi tiết đó luôn. Đừng sám hối nói chung á, giảng tới sở tạo chi ác nghiệp dài cho vô thí tham sân si tùng thân nghĩ chi sở sanh nhất thiết chúng đẳng dài sám hối. Không hết được. Con biết là nghiệp con tạo từ vô thủy tới giờ do tham sân si mà ra, hôm nay xin sám hối. Cái đó nghi lễ thôi. Còn ông bị phạm cái gì ông nói thẳng ra đi. Ông phạm cái gì ông nói thẳng ra đi, chi tiết ra đi. Rồi lặp đi lặp lại cái đó bao nhiêu lần, chi tiết ra đi. Rồi là bạch trước bàn Phật đi, cầu Long Thiên hộ Pháp, cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ cho mình, là có hùng tâm dũng chí đối mặt với nó để vượt qua yết đế ma ha tăng bồ đề ta bà ha, vượt qua quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua. Nghĩa là mình hùng tâm dũng chí đối diện với nó để vượt qua tất cả những hoàn cảnh đó. Nên đó là người ta cầu Long Thiên hộ Pháp. Tại vì bàn thờ Phật có Long Thiên hộ Pháp, Bát Bộ Thần Kim Cang, Trời Rồng Giả Soi Cảm Thất Bà Khẩn Na La, màu là nhà nhân phi nhân. Nên á, là các vị hộ Pháp á, nếu mà mình ngưỡng vọng về các vị, mình cầu. Rồi mình cầu các vị Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ Giác Chúng Sanh Hữu Tình. Khắp thế gian này ở đâu cũng có Bồ Tát hết. Nên mình cầu các cái vị Bồ Tát gia hộ mình. Rồi mình cầu chư thiên ở các tầng trời gia hộ cho mình. Và mình cầu là chư thần trực giảng Đông Tây Nam Bắc gia hộ cho mình.
Chư thần trực giảng đông tây nam bắc, có nghĩa là ở đông ở tây ở nam bắc đều có các cái vị thiện thần, rồi long thiên hộ pháp, rồi chư thiên các tầng trời, rồi các vị bồ tát biến hóa khắp nơi, và cầu mười phương chư Phật gia hộ. Đối diện đó đi, đối diện với cái sai của mình, nhằm khi mình đó là vô thiền vô không được, ngồi hoài suy nghĩ bậy bạ không à. Đối diện hơi thở cũng không nhìn được hơi thở nữa, không nhìn được á cái gọi là đề mục luôn, làm không được, ngồi đó không vô được, cầu đi. Các ngài xung quanh long thiên hộ pháp, chư thần trực giảng đông tây nam bắc, chư thiên các tầng trời, chư vị bồ tát, mười phương chư Phật gia hộ. Chứ con tên họ gì đó, pháp danh gì đó, con ngồi thì con bị cái này nè, con loạn tâm, con vọng tưởng, con không kiềm chế được tâm. Con đã dùng cái phương pháp này nè, con dùng phương pháp Anapanasati để con là ngồi vào được sơ thiền, nhưng mà bây giờ là con không làm được, xin các ngài từ bi gia hộ cho con. Nên các ngài mới hỏi lại, con có giữ giới chưa, con có giới thanh tịnh không, trong ngày nay ngày kia con có nói có chửi người ta gì không, con có mua sâu kế độc gì không, có sám hối trước đi rồi hãy giữ. Rồi có giới phải không, có giới rồi thì con nhập giới thanh tịnh chưa, nhập giới thanh tịnh rồi trước khi ngồi thiền, 1, 2, 3 buông, hít mũi thở miệng 3 lần á, hít mũi thở miệng 3 lần là buông đó, buông lần thứ nhất, buông lần thứ hai, buông lần thứ ba, tịnh chỉ hết tất cả thân và tâm, rồi rầm xong bắt đầu hít vào rồi biết hít vào, thở ra rồi biết thở ra, hít vào dài biết dài, thở ra dài biết thở ra dài, nghe nhẹ nhàng chưa? Đâu làm thử đi, tại vì á mình á cứ ngỡ rằng á là mình có thể làm được tất cả, nhưng không được đâu, mình phải nhờ ai? Nhờ chư thần, chư thiện thần, nhờ bồ tát, nhờ chư thiên, nhờ các vị hộ pháp, nhờ mười phương chư Phật gia hộ. Chứ mình là yếu đuối tầm thường lắm, mình làm không được đâu, làm không có nổi đâu, mình phải nhờ cái thần lực ở phía bên ngoài gia hộ cho mình. Và từ đó ở trong tâm mình nỗ lực nữa, hai cái từ từ nó nhiếp, từ từ nhiếp, từ từ nhiếp, từ từ. Nên mỗi khi mà mình chuẩn bị làm sai cái gì, hoặc đang làm sai cái gì, hoặc làm sai rồi cái gì, thì hãy sám hối. Và chuẩn bị làm thấy nó sai thì mình phải quyết chí vượt qua, cầu chư thiên chư Phật gia hộ, chư Bồ Tát gia hộ, làm chúng ta bớt đi những cái đau khổ. Nên giờ mình hướng tâm để đến đó đoạn tiệt các đau khổ trong tâm của mình, tức là đoạn tiệt các cái lậu hoặc, gọi là đoạn tiệt các phiền não. Vị tu làm gì mà đoạn diệt được phiền não? Mở tuệ đoạn diệt phiền não, tu tướng niệm xứ. Cột nắm đầu phiền não quay là tu thiền định. Thiền đáo đại á, thiền đáo đại là nắm đầu phiền não quay đó. Nghĩa là mình gom lại, nắm lại, không cho nó nhúc nhích, đó là thiền đáo đại. Còn làm phước, để cho có phước, để chống lại các cái phiền não mà nó tổn hại, nhờ phước báo. Nên đó là thiền quán, lúc nào cũng phải thiền quán. Thiền định á, là phải dành thời gian trước khi đi ngủ, là ngồi 20 phút trở lên. Nhớ là quý vị phải ngồi 20 phút trở lên nha, đừng ít hơn 20 phút. Mà cũng đừng gán quá, mỏi mệt mà gán. Nếu nó không vào được định thì thôi đừng gán quá. Có nhiều người nhìn ngồi 2-3 tiếng hồ tê chân tê cẳng mà càng ngày càng gồng lên thôi chứ không có làm được gì. Nên chúng ta ngồi 20 phút tới cỡ 1 tiếng, 1 tiếng mấy được rồi. Tùy à, trường hợp nhập định được thì thôi như cũng được. Nếu chúng ta vào được sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, hoặc là các cái tầng định á, thì mấy ngày cũng được nữa, ngồi 7 ngày, 14 ngày gì cũng được. Nhưng mà chưa vào được trong tâm định á, thì ngồi đừng có quá lâu nó tê mỏi dữ lắm. Tại khi mình nhập vào tâm định á mới được khinh an. Còn thôi không khinh an là thân mình nặng nề, nó làm cho mình á tê mỏi nhất dữ lắm, sẽ gây phiền não. Nên không cần phải ngồi nhiều, tập từ từ đi, chừng nào vô định được thì hả lâu. Quý vị hiểu này không? Cho nên là chúng ta ngồi trên 20 phút
từ 20 phút trở lên thì cứ ngồi, nhưng đừng quá lâu nhiều tiếng. À, cứ 20 phút, tầm tiếng, tiếng mấy thì ngon, gì được rồi. Sáng chiều, tức là trước khi đi ngủ, đáng lẽ 10 giờ ngủ thì 9 giờ ta lên ngồi, 11 giờ ngủ thì 10 giờ ta lên ngồi. Tùy người ha. Đừng ngủ quá khuya, đừng 11, 12 giờ mới vô ngồi. Có nhiều người nói là cái 12 giờ đêm giờ linh, nên đợi 11 giờ rử đi ngồi, tới 12 giờ rử linh, mấy bữa sau trắng giờ mắt luôn, thức không. Nên có nhiều người á, là thức khuya ngồi thiền dữ lắm, tức là lấy điển, lấy chân điển, điển chân gì, lúc đó buồn ngủ muốn chết, ngồi đâu có chất lượng. Cơ thể mình mỏi mệt quá, ngồi không có chất lượng. Nên lúc mà cơ thể tỉnh táo á, lúc đó ta ngồi mới chất lượng. Mình ngồi thiền sao á, mà mình ham ngồi á, mình trông cho tới cái giờ trước khi đi ngủ để ngồi thiền, đó là người đó ngồi đạt. Dầu chưa vô được các cái tầng thiền, nhưng mà thiền sẽ đem lại lợi ích cho người đó rồi đó. Mình rất thích tới giờ đó ngồi, cho nên đó mình trông cho tới tối đi ngồi, trông tới sáng đi ngồi, tới ban ngày bắt làm việc. Còn bữa nào á, mình thưởng cho mình bữa, tắt điện thoại, tắt hết internet và tắt hết nguyên ngày luôn, tu đối diện với mình, cái đó gọi là thưởng. Tại mình làm mệt nhọc quá, lâu lâu thưởng ngày, đó là mình tự thưởng, khỏi giấy khen. Tự thưởng làm cho mình bớt khổ mà. Nên đó, người ta tu tập để đoạn diệt tất cả các phiền não, đó chúng ta sẽ có thể khả năng là đoạn diệt hết đau khổ trong kiếp này, hoặc là chí ít cũng phải là làm bớt rất 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 nhiều cái đau khổ trong kiếp này. Quý vị làm đi nó mới có kết quả, không làm sẽ biết nó kết quả được. Nhưng mà nghiệp của mình á, nó chồng chất nhiều đời nhiều kiếp á quý vị, nó chống phá mình ghê lắm. Mình càng tinh tấn chừng nào nó sẽ ra nhiều chuyện chừng đó. Giống như ông thầy cũng dạy thầy mấy lần, ông vô trong thất ngồi thiền im rồi dữ lắm, quá sao sưng răng đau gần chết luôn, ngồi đâu có nổi nữa, tu đâu có nổi nữa. Nhưng mà ông quyết chí đã vô rồi không ra, do đó ông nấu nước muối sôi để nguội ngậm 2-3 ngày sau hết ngồi tiếp, lúc đó mới vô đó. Không phải giỡn đâu. Rồi nhầm khi chuyện nhà gì đó, điện thoại lại, ông nội bệnh hay gì đó, rồi nhầm khi á, cái cơ thể mình nó nổi lên tâm này, nổi lên tâm kia, hoặc giả là nó bệnh hoạn gì đó, nó không cho mình được an lạc, nó làm cho mình sợ sệt, lo âu, phiền muộn. Nên mình hãy nhớ rằng những cái tâm đó nó không phải là mình, không phải là của mình, nó chỉ gá lên trong lòng của mình thôi. Mình hãy nhớ rằng đã là quả thì không phải là phúc, mà đã là phúc không phải là quả. Mình chỉ cần nhớ vậy thôi, nên đừng có sợ nó lắm. Nói vậy để mình hóa giải trong tâm mình thôi, chứ còn kêu đừng sợ nó, sợ làm gì nó. Hiểu không? Nhưng mà mình hãy quán lại nó, mình là sợ là cái gì, mình quán nỗi sợ hãi, quán nỗi lo âu, quán nỗi phiền muộn của nó là cái gì. Rồi từ từ mình hít thở buông nó, từ từ lấy những cái kinh nghiệm để chúng ta hóa giải nó. Chứ không ai tài phép thần thông gì nói đừng lo cái không lo đâu. Nói đừng lo, dạ con không lo, nhưng nó vẫn lo. Nó không có hóa giải được, nên phải tự thân mình hóa giải. Hãy hướng về Phật, lại Phật rất nhiều, xin Phật gia hộ rất nhiều, nó mới hóa giải được. Chứ còn không á thì nó chống mình quyết liệt. Mình càng tu thanh tịnh nó càng chống, nó chống đủ mọi cách, nó làm cho mình bất an. Nên cái người nào mà giữ được tâm thanh tịnh dài lâu mà không bất an là phước báo nhiều đời lắm, nhiều tu nhiều đời lắm mới có. Chứ không thôi nó phải khiến cái này khiến kia làm bất an tiếp. Rồi bây giờ là mình là ở trong đời sống này mình bớt khổ, nhưng mà mình phải lo xa chứ, mình phải nhớ tới đời sống sau chứ. Do đó mình làm sao phải lên cõi trời, mà giữ cõi trời hoài cũng không có khổ ở đó.
À, cho nên á, làm phải rất là nhiều phước, và đồng thời phải tu thiền đáo đại, là tu thiền định, tu thiền định á, thiền đáo đại là thiền định, à, là thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Gắn ngồi đi, từ từ biết đâu vào được sơ thiền sao. Mà vào được sơ thiền là tâm đó là nó sẽ trở thành là, nếu mình vào được sơ thiền thì tâm đó là trở thành tâm tử và tâm tục sanh. Nếu vào được sơ thiền, vào được sơ thiền, nếu mình vào được sơ thiền mà mình trụ giữ đó hoài vậy đó, tức là mình vào cho thuần thục hoài, thì tâm đó sẽ quyết định tâm tục sanh, tâm hổ kiếp. Ngon chưa, về cõi trời. Nên người nào vào được sơ thiền mà đừng có ác duyên nào mình bỏ cho tới chết luôn á, thì là tâm đó chính là tâm tục sanh, nó sẽ dẫn đi cõi trời. Còn nếu bằng không mình bị ác duyên á, mình bỏ tâm đó, nó thế tâm khác thì cũng không được. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa, ông vào các tầng thiền định được hết rồi đó chứ, sanh thần thông luôn đó, nhưng mà ác duyên bỏ, không đi theo con đường đó nữa, mà đi theo con đường tranh chấp, cho nên bị đọa. Thấy không? Chứ đâu phải là vào được rồi mà đó là sẽ thành tâm tục sanh, tâm hậu kiếp đâu. Phải giữ đến trọn đời, có nghĩa là thuần thục, mình tu tiếp vậy đó. Chứ mình vào được sơ thiền rồi mình bỏ sơ thiền đó làm ác không thì cũng đâu có trở thành tâm tục sanh. Tức là lúc đó tâm đại thiện mình không còn phát nữa, mà phát tâm ác. Nên cái tâm đại thiện đó mình đạt được là phải giữ nó, phải thuần thục và giữ nó thường xuyên, tấn tới, vào sơ thiền, vào nhị thiền, vào tam thiền, tấn tới, ít gì cũng phải giữ lại nó. Nên phải khống chế các pháp ác, chứ không phải nói là tôi vào được sơ thiền rồi á, là nó trở thành tâm tục sanh hậu kiếp, tôi không lo nữa, không phải. Nếu mà tâm khác nó lớn hơn, nó vẫn lớn. Nhưng nếu vào được sơ thiền mà chúng ta tu một cách bình thường thì cái đó nó mạnh nhất rồi đó. Nên vào được cõi trời. Còn muốn cao hơn nữa là người ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Nên mình phải phát nguyện, cái đó phải phát nguyện. Nguyện với Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con phát tâm, con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống độ con được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương. Xin Ngài phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Rồi bắt đầu mình niệm Phật để cho tan tất cả tâm phiền não, và đối trước các cảnh trần tâm không có động loạn nữa. Thì cái đó là chúng ta tu hạnh giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nói tu giảng sanh cũng khó lắm, tại vì Đức Phật dạy là phải niệm Phật một lòng một dạ nhất tâm, và bất loạn trước hoàn cảnh, là không sanh tâm phiền não trước cái cảnh trần. Người bình thường gặp cảnh trần ai cũng phiền não, còn đằng này mình tu sao mà đừng phiền não trước cảnh trần, là phải tu xả bỏ, phải niệm Phật, phải quán vô thường gì ghê gớm lắm mới xả nổi, chứ bằng không trước cảnh trần mà tâm không phiền não sao có. Do đó mình phải tu rất nhiều, niệm Phật rất nhiều, hướng tâm rất nhiều, từ từ nó mới tan được, chứ không phải là chuyện đơn giản. Cho nên cái tu giảng sanh Tây Phương cũng là tự lực rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Và cuối cùng là chúng ta hướng đến đoạn diệt các tâm phiền não để trở nên Niết Bàn. Thì đó phải nhiều kiếp, chứ kiếp này làm bậc A-la-hán là mình làm không có nổi. Mình chưa đủ lực, chưa đủ cái con đường A-ri-giá Mắt Gá, tức là con đường đạo cao thượng. Chúng ta chưa đủ chăm, và sự thực hành chân truyền chúng ta cũng không có chăm. Đa phần bây giờ mình nghe kinh, nghe sách, hiểu mình tự tu thôi. Còn thực hành chân truyền từ một cái vị phàm phu sang thánh nhân thì mình không có được chân truyền đó. Nếu có chân truyền đó đi nhanh lắm. Để không còn phiền não, hoặc là bớt đi cái phiền não và bớt đi cái đau khổ ở trong cuộc đời. Như vậy nơi nào mà hết đau khổ thật sự, có gì? Đó là cảnh Niết Bàn, đó là một bậc thánh. Thì cái đó chúng ta phải hướng tâm tới tương lai. Chứ kiếp này là không được. Kiếp này chỉ làm bớt khổ và sanh về các cái cảnh không còn đau khổ như là cõi trời, cõi Tây Phương.
Còn giờ về cõi trời, cõi Tây Phương giờ về không được thì làm sao? Thì rớt các cõi khác, mà rớt các cái cõi thấp hơn cõi trời, cõi Tây Phương, thì là cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Những cõi đó lỡ mà rớt vào cõi khổ mà bớt khổ không khổ, chỉ có phước thôi à. Nó còn cái tâm không phiền não nữa. Mà tâm không phiền não thì đâu có rớt cảnh đó, tâm phiền não lên cõi trên rồi. Chỉ có tâm phiền não mới rớt xuống cái cảnh giới này thôi. Như vậy đó, rớt vào cảnh giới đau khổ mà mình ít đau khổ là mình phải có phước thôi. Bây giờ ví dụ như sanh ở cõi ta bà này, sanh cõi người, mà nếu mình phước báo, mình sướng hơn tất cả người trên đời, giàu sang phú quý, đẹp sức khỏe, thông minh trí tuệ, quyền lực, có đủ hết, là có phước đó. Cũng ở khỏi khổ đau, con người khỏi khổ đau quá chừng luôn, nhưng mà nhờ có phước nhiều quá cho nên đó là nó sẽ làm bớt đi, dịu đi những cái kia. Rồi lỡ đọa xứ, đâu phải là tất cả ở đó đều đau khổ hết đâu, có người nặng người nhẹ. Vào địa ngục cũng có từng này từng kia, súc sanh cũng có con này con kia. Ví dụ lỡ làm súc sanh làm chó, nhưng mà chó nhà giàu, chó đường ta nuôi, chó là con pet, là con thú cưng. Ôi ơi, mặc áo nhung, mang mắt kiến, mang kiến gu xì, nghe không? Ăn nhà hàng, ăn chó đi ăn nhà hàng, chó ở khách sạn, đó ngon chưa? Đó cũng là chó, nhưng bạn chó nhà giàu với con chó quan ở ngoài đường khác nhau. Con chó được đi là khám bệnh viện, insurance, bảo hiểm. Còn con chó là bệnh không có thuốc trị. Nó khác nhau không? Khác nhiều lắm à. Cho nên á, là thôi thủ một chút phước cho chắc ăn đi, cứ làm phước để giúp ta được gì giúp đi, để làm phước. Còn mấy phút nữa anh ta trả lời các câu hỏi. Mô Phật, bạch thầy Quan Hỷ giải thích cho con hiểu vì sao cúng dường ngàn ức vị Phật ba đời chẳng bằng cúng dường một người vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Cái này ta thí dụ thôi. Một cái người mà vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng là bậc thánh rồi. Nên cái này người ta thí dụ, ví dụ như á, mang tính tương đối thôi. Ví dụ như á, là mình lên bàn thờ, mình cúng dường mười phương chư Phật, cúng dĩa trái cây, cúng nhang, cúng đèn, cũng không bằng chúng ta gặp trực tiếp mà cúng cho một cái vị thánh như thế này, là một người là vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng, là người bậc thánh đó. Bậc thánh mới là vô niệm. Vô niệm tức là không có gieo nghiệp ý. Vô trụ có nghĩa là không còn tham sân si. Vô tu có nghĩa là tu rồi tu gì nữa, tu đắc rồi tu gì nữa, vô chứng, chứng rồi chứng gì nữa. Nên bậc vô học ở trong nhà Phật, bậc vô học, học để làm chi? Học để tu, tu đắc rồi học làm gì nữa? Cái gì cũng biết chứ học gì nữa. Chưa biết học để biết cái đường tu, mà bây giờ tu tới nơi tới chỗ biết hết trơn rồi học làm gì nữa, nên ta gọi là bậc vô tu. Bậc vô chứng là họ thành tựu rồi chứng gì nữa giờ. Cho nên câu này quý vị hiểu cách tương đối thôi nha. Ví dụ như chúng ta lập bàn Phật mười phương, mình cúng dĩa trái cây, cúng nhang, cúng đèn, thì cũng không bằng là chúng ta cúng trực tiếp cho một vị tu đạt đến cái trình độ đó, tức là đạt tới quả vị thánh ở tại thế gian này.
Thực ra chúng ta lập bàn thờ Phật, chúng ta cúng, chúng ta chưa đủ lòng tin khi gặp trực tiếp. Chứ nếu mà mình lên bàn thờ Phật, cái tâm của mình cung kính, tâm mình đó ngang với khi gặp Phật trực tiếp, thì cái công đức mình cũng vẫn lớn. Còn chúng ta cúng một cái dĩa trái cây ở trên bàn thờ, dĩ nhiên không bằng là chúng ta cúng dĩa trái cây cho Đức Phật dùng khi Đức Phật còn tại thế. Cái bữa cơm, một dĩa trái cây mà ông ta phát tâm đại thiện cúng dường cho Phật, Đức Phật đã thọ thực thật sự đó, thì phước báo rất là lớn hơn là ông ta để trên bàn thờ. Đó là mình phát tâm cúng thôi, đó là phát tâm cúng với cái lòng hiếu để hiếu nghĩa mình thôi, chứ nó không phải giống như là Đức Phật đã thọ thực của mình. Quý vị hiểu này không? Cái nhân quả nó khác. Cái này tự chúng ta đưa lên cúng, Đức Phật chưa có nhận mà. Còn khi mà Đức Phật ở thế gian, chúng ta cúng Đức Phật chấp nhận, hứa khả và đã thọ thực cái bữa ăn của mình, thì có thể hưởng cả trăm ngàn đời. Nên khi chúng ta cúng ở trên bàn đó là chẳng qua lòng hiếu để hiếu kính của mình cúng thôi, lòng tôn kính mình cúng thôi, chứ không bao giờ bằng trực tiếp. Nên đấy là ở đây cúng dường cho một vị á, vô niệm, vô tu, vô chứng này nè, là một cái vị thánh nhân. Cho nên chúng ta cúng trực tiếp các vị tồn tại sự sống làm lợi ích chúng sanh thì là phước báo nó lớn nhiều lắm, hơn là chúng ta cúng tự phát tâm trên bàn thờ cúng mười phương chư Phật. Cái ý vậy thôi. Tức là cái đời sống mình cung dưỡng cho một vị đang sống mà tu tập đạt tới cái trình độ bậc thánh thế này nè, thì phước báo lớn lắm. Chứ mình không phải là nói rằng hai vị vị Phật cùng ở thế gian, vị này cùng ở thế gian mà mình cúng dường vị này là hơn vị Phật kia. Sai. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Ngài Mục Kiền Liên, mình cúng dường Ngài Mục Kiền Liên là bậc vô mày niệm vô trụ, bậc vô tu vô chứng, là bậc A-la-hán. Mình cúng dường cho Phật sẽ phước báo lớn hơn là A-la-hán. Tại Phật có công đức tới 4 A Tăng kỳ kiếp và 100 ngàn đại kiếp tu tập. Còn vị A-la-hán chỉ có 2 A Tăng kỳ kiếp và 100 ngàn đại kiếp tu thôi, ít hơn Phật là 2 A Tăng kỳ kiếp tu. Nên công đức khác nhau chứ. Nên này mình hiểu là được nha. Dạ kính bạch thầy, con cũng đang không hiểu. Khi hiểu định nghĩa trung đạo, nhờ thầy giải thích nghĩa con được sáng tỏ được không ạ? Đức Phật thành đạo cũng nhờ con đường trung đạo mà giác ngộ giải thoát. Nếu vô minh diệt minh sanh, vậy con đường trung đạo giữa vô minh và minh là như thế nào? Mô Phật. Con đường trung đạo là vô minh sanh, vô minh diệt, giữa minh và vô minh là con đường trung đạo. Cái này nghe nó kỳ kỳ nghe. Đức Phật không có nói này trong kinh nào, chứ nghe giữa minh và vô minh, minh sanh, vô minh diệt, giữa minh và vô minh là con đường trung đạo. Trong không có kinh nào nói này hết trơn nha. Chúng ta xem trong bài kinh này Tứ Diệu Đế á, cái phần đầu á là kinh Thủ Chuyển á, thì phần đầu á Đức Phật Ngài nói là sau khi đắc đạo, Ngài ngồi, Ngài đi xung quanh cội cây Bồ Đề 7 tuần để mà nhớ ơn cây Bồ Đề đã che mưa che nắng cho Ngài, và Ngài quán chiếu lại tất cả các cái Ngài đã tu chứng. Tức là Ngài quán chiếu lại ở trong cái bộ A Tỳ Đàm đó, tức là tuệ của một vị Phật, nhìn thấy các cái nhân duyên tương quan giữa các pháp đó, nó trùng trùng của duyên sanh khởi của các pháp đó. Và sau khi 49 ngày sau thì Đức Phật Ngài mới được chư thiên Hambabati thỉnh Ngài thuyết pháp.
Và Ngài đi thuyết pháp, nhớ đến hai cái vị thầy, đó là ông A-la-lam Úc Đầu Đạo Phất. Thì chư thiên đã nói là hai vị đó đã niết bàn, mới niết bàn. Có vị niết bàn trước đó 10 hôm mà. Nên đó Đức Phật cuối cùng Ngài nhớ tới là nhóm năm anh em Kiều Trần Như, năm người bạn tu. Trong đó có ông Kiều Trần Như là thầy dạy của Ngài khi Ngài còn là thái tử, dạy các cái môn học ở trong hoàng cung á, và tu chung với Ngài nhiều năm ở trong rừng Khổ Lâm Hạnh, đã đủ duyên. Mà giờ nghe nói là các vị đó đã rời Khổ Hành Lâm rồi, đi về ở phía lưu vực Varanasi, ở nơi mà Sanat, ở vườn Lộc Giả Quyển hiện nay. Nên Đức Phật loại bộ về đó. Và khi gặp năm anh em Kiều Trần Như thì Đức Phật mới thuyết cái kinh Trung Đạo này nè. Là kinh Trung Đạo này xuất phát từ khi mà Đức Phật kinh nghiệm tu về con đường khổ hạnh ở trong rừng Khổ Lâm Hạnh, theo truyền thống của Ấn Độ, của kinh Vệ Đà Upanishad và truyền thống của Ấn Độ, nói về một người tu khổ hạnh sẽ đắc được đạo quả Bồ Đề, giải thoát, giác ngộ. Cho nên Đức Phật cũng đã tin điều đó và Ngài đã khổ hạnh. Ngài đã khổ hạnh đến mà cái ngưỡng là không còn thể khổ hạnh được nữa. Nên Ngài nói quá khứ cũng chưa chắc có ai, hiện tại chưa chắc ai, tương lai cũng chưa chắc có ai mà có thể khổ hạnh hơn Ngài. Nên Đức Phật gọi là một vị thầy, một vị vua của khổ hạnh ở tại thế gian về tu tập, nhưng mà vẫn không chứng đắc. Nên Đức Phật kết luận rằng khổ hạnh không phải là cái con đường tu tập. Và hồi Ngài ở Hoàng Cung, Ngài cũng quán chiếu, Ngài đầy đủ hết. Và Ngài nói là đầy đủ cũng không phải là con đường tu tập. Mà con đường tu tập ở trong đời sống tu tập của mình đó, khổ hạnh là đời sống, khổ hạnh là đời sống của cái thân. Khổ hạnh là đời sống của cái thân. Cái này là thân khổ chứ không phải là tâm. Ta đang nói tới cái thân, khổ hạnh là đời sống của cái thân, nên đầy đọa cái thân, nó trở thành cái pháp tu. Chứ thực ra nó là đời sống của cái thân, khổ hạnh nó cộng giữa cái đời sống của cái thân, ăn uống và sự đầy đọa của tấm thân, hai cái nó cộng lại là khổ hạnh. Nên Đức Phật nói là con đường đó là con đường chấp, không phải. Mà con đường làm sao cho cái thân mình nó khỏe, nó an ổn, nó kéo dài được sự sống, nó bình thường, để cho tâm ta có thể tư duy được. Và đừng cũng đừng bao giờ cung phụng nó quá, và đời sống và nuông chiều nó quá, thì nó cũng sanh ra tánh tham dục và phiền não. Cho nên đó, giữa hai cực đoan, khổ hạnh ép sát về đời sống và đầy đọa, và lợi dưỡng cung phụng đều không đem lại lợi ích cho tư duy về thiền định, tư duy về mảng tăng trí tuệ. Cho nên cái người tu tập hãy giữ cái đời sống tu tập của mình một cách trung dung, trung đạo. Có nghĩa là mình sống làm sao vừa no đủ ấm thôi, dư sanh dục, thiếu tinh thần bị bạc nhược. Tại thiếu chất bổ mà, nên tinh thần nó đâu có đủ lên trên não. Ví dụ như thiếu mình ăn chay thường, hay là thiếu vitamin B12, nên ta bù vô đó. Trong cái chất mà mình ăn chay đó thường hay ít cái chất B12 hơn là trong thịt cá, nên ta bù vô. Ví dụ mình ví dụ thôi nghe, chứ về đó là lấy B12 uống đi à. Cái này là ta là ví dụ thôi à. Cho nên con đường trung đạo là cái đời sống tu tập. Đời sống và sự tu tập không có ép nó quá, và cũng không dung dưỡng nó quá, mà mình phải kiểm soát, dư bớt ra, thiếu thêm vào trung đạo. Thiếu phải thêm vào, dư bớt ra, chứ cũng không có cào bằng nữa. Cơ thể của người ta ăn một chén cơm người ta no rồi, cơ thể ông kia ăn năm chén, bắt người ta ăn một chén giống mình, ta chịu đâu có nổi. Tại cơ thể ông kia cũng bự hơn, nặng hơn, nên
tốn năng lượng nhiều hơn, hoặc là ông suy nghĩ nhiều hơn, tốn năng lượng nhiều hơn, ông hoạt động nhiều hơn, lao động nhiều hơn, tốn năng lượng nhiều hơn. Nên mình tùy người, tùy hoàn cảnh mà mình sống sao cho nó vừa đủ theo cái hoàn cảnh của mình, chứ không phải là cào bằng. Cào bằng á là 100 người tu sáng chén là điều hết, chén không phải. Người bệnh cái chế độ khác, người suy dinh dưỡng chế độ khác, người bình thường chế độ khác, như vậy mình mới khoa học chứ. Đạo Phật đạo trí tuệ mà đằng này đi cào bằng hết trơn à. Ta bệnh hoạn cũng ăn chén sao chịu nổi, ta bệnh cần bình phục thì phải cho người ta chất bổ một chút. Người lao động quá nhiều nên đói nên phải cho ăn ta tăng lượng lên. Quý vị hiểu này không? Nhưng mà đừng cho nó thái quá, đừng cho nó mà dung dưỡng nó quá. Mà cũng đừng có cho nó thiếu. Nó thiếu là cũng không được, nó thiếu là nó mê mờ tâm trí. Mà nó dư á thì tâm trí nó cũng mê mờ. Ăn nhiều quá cái buồn ngủ không là bị chuyện cái, hôn trầm thị miên. Mà thiếu quá thì nó thiếu chất bổ nên nó cũng làm mê mờ tâm trí. Mũi lượt không còn thông minh trí tuệ nữa. Đói vẫn còn thông minh trí tuệ nhưng mà thiếu chất bổ nhiều ngày quá, không có đủ cái chất để nuôi não, nên não mình lúc đó lờ đờ cũng không có còn đủ thái sáng suốt nữa. Quý vị hiểu chỗ đó không? Nên đường trung đạo là vậy đó, chứ không phải là trung đạo là minh sanh vô minh diệt, giữa minh và vô minh. Cái này chế ở đâu nghe? Cái này là hiểu ở đâu rồi, chứ không có ở trong kinh. Trong kinh có minh sanh vô minh diệt thì có, nhưng không có nói tới con đường trung đạo là giữa minh và vô minh, mà con đường trung đạo là đời sống. Nên á, cái người tu người ta thanh bần là trung đạo, thanh bần. Chữ bần là chữ nghèo, nhưng mà người ta lấy tương đương với đời sống nghèo, chứ không phải mình nghèo. Nhằm khi người đó rất giàu, nhưng người ta sống tương đương với đời sống nghèo. Bồ Tát Thái Tử đó giàu cỡ bằng con vua không? Nhưng mà ngài đi khất thực, mặc áo một bộ đồ đó, đời sống của ngài có phải là thanh bần không? Nghèo không? Chữ bần là nghèo đó. Nghèo mà trong sạch là thanh bần. Hoặc là an bần thủ đạo, an ổn trong cảnh giống như người nghèo, nhưng mà không phải nghèo. Nên những người tu có người xuất thân giàu, rất giàu, nhưng ta sống trong cái cảnh vậy đó, là ta tu trung đạo thôi, chứ không có gì hết. Thấy người ta tính đâu nghèo không? Nhằm khi con của đại gia đó, để bên Thái Lan có con của ông tỷ phú gì đi tu đó, khất thực, mặc bộ đồ khất thực, ngủ gốc cây đó, con tỷ phú đó. Ông đó đâu phải nghèo, giàu dữ lắm, nhưng mà đời sống ông á giống như một người nghèo. Gọi là an bần thủ đạo là tại vì nó đơn giản thôi, tại người đời ta thấy vậy thôi. Chứ thực ra ngài sống trung đạo, ngài tu sống trung đạo nên không cho dư, cũng không cho thiếu, đủ thôi. Chi túc đủ thôi á. Chi túc, túc là đủ á. Chi là biết, biết đủ là trung đạo đó. Biết đủ là gì? Thiếu cho vô cho nó đủ, dư thảy ra cho đủ. Không dư không thiếu là trung đạo. Nên phải chi là phải biết. Nên mỗi người đều biết khác nhau, nên khó lắm. Nên là mỗi khi mà các cái rừng thiền á, ta ăn á, ta đâu có phát cơm. Mà cũng không có khất thực. Khất thực mà không khất thực. Một dãy nè, Phật tử cúng dường, để đó đó, tự quý thầy lấy. Lấy sao đủ ăn thôi. Chứ nhầm khi á, Phật tử á, cúng dường nhiều quá dư. Mà nhầm khi á, cúng ít quá, người ăn nhiều quá, cúng xíu ăn đủ. Nên vẫn cho cúng dường nhưng mà để trên đây, đây dài 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 nè. Rồi quý thầy cứ lấy muỗng múc vô rồi ai lấy đủ thôi. Và thích ăn món nào ăn món đó. Ở đây mình nói thích thôi chứ thực ra món nào tương thích chứ không phải là thích ưa. Ví dụ như á, cái món này nước cốt dừa, cái vị thầy này hay đau bụng nên ăn nước cốt dừa vô một cái là tiêu liền. Dạ. Nên á, là vị đó không có tương thích với cái món đó. Nên có nhiều người á, là cúng
nước chanh. Mà người ta đau bao tử gần chết, sao uống nước chanh? Nên ta chọn nước suối ta uống. Còn bây giờ mình cúng là ai cũng nước chanh 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 không? Không nhận không được. Không nhận lấy gì uống, mà uống vô nó đau bao tử. Thấy không? Nó không có tương thích. À, như vậy đó thì ai thích hợp cái gì lấy cái đó, đủ thôi. Đó. Quý vị thấy người ta hay không? Ở rừng thiền người ta làm vậy đó. Với hơn nữa, ăn cũng không dư, lấy phải ăn hết. Người ta biết là mình ăn tới cỡ nào, ăn được cái gì nên người ta lấy. Còn cái nào á mà ăn không được người ta không lấy. Nên nhầm khi mình cúng cái nào cũng ngang bằng nhau, không có cái đó dùng không được, ta không thích dùng đó, hoặc là dùng được cái bao tử, hoặc là cúng cây mía trong lúc đó toàn răng giả không, làm sao cúng cây mía là xước, ví dụ gì đó cũng không được, khó lắm. Còn ta nhận á thì cái nào phù hợp ta nhận, nào không phù hợp ta không nhận. À vậy thôi, hết giờ, lần sau tiếp. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có cái chia sẻ vào buổi tối hôm nay. Cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã chia sẻ các phần quà. Ngày mai chúng ta cho quà Bến Tre. Cảm ơn những cái câu hỏi của quý vị gửi về. Quý vị cứ gửi về câu hỏi, thầy giải quyết từ từ cho quý vị. Nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng gì bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tân cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.